Sau bằng nhà đồ điện xin chào cả nhà. Em vừa về được chiếc bàn là thương hiệu Nationa, rất là đẹp, lên sóng phục vụ các bác ngay. Con này có hộp đậy. Đấy, đẩy vào sách đi các bác nhé, mang đi đâu cũng được. Rất là gọn, bảo vệ bàn là luôn luôn trong trạng thái sạch sẽ, không bị bụi bẩn. Đấy, hộp Nationa rất đẹp. Đấy ạ. Một con bàn là không dây hơi nước các bác nhìn ạ. Đây, nó phun nước. Đó, phun rất khỏe luôn thôi nhé. Bàn là không dây hơi nước của Nhật. Dạ. Những cái bàn là này mà các bác mua cho chị em là quần áo thì đỉnh cao công nghệ luôn. Phun xương rất là mịn, phun khỏe. Có 3 cấp độ số khác nhau. Tắt này, bật số 1, số 2, số 3. Đấy. Cái bàn là này thì nó không có dây, gọi là không dây, nhưng mà thực ra này các bạn này, đây các bác nhìn này, đây nó là có hai tiếp điểm. Khi mình đặt vào đây, đặt vào cái đế này nó đang ăn điện 100V nhá, thì nó sẽ được lấy điện. Đấy, trong quá trình các bác là quần áo, các bác nhấc ra, các bác là thì khoảng một vài phút nào đó trong thời gian các bác lật quần áo, chỉnh sửa quần áo thì các bác đặt lại vào đây. Đấy, trong thời gian mình chỉnh sửa quần áo, mình đặt lại thì nó sẽ nhận nhiệt ở đây ngay, mà nó nhận nhiệt rất là nhanh, nó chỉ có mấy giây thôi là nó nóng ngay. Đấy, thì nhận nhiệt xong rồi các bác lại mang ra, các bác là đặc biệt con này các bác nhé, mặt bằng inox. Đấy, mặt bằng inox nhé, rất hiếm mặt con nào bằng inox. Đấy, con này mặt bọc inox, hàng rất là hiếm luôn. Mặt này thì vĩnh cửu, không bao giờ lo là sợ nó bị bong chóc cái mặt này. Đấy. Đấy. Các bác lưu ý nha, hàng Nhật. Con này dây rút như nồi cơm điện. Model này dây rút như nồi cơm điện nhé. Phải nói là quá chất, quá đẹp luôn. Đấy. Bàn là mặt inox. Chiếc bàn là này em bán là 1,2 triệu. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Mặt inox thì nó đắt hơn các cái mặt thường. Mặt thường hôm trước có 950 thôi, nhưng con này mặt inox thì nó đắt hơn. Thì các bác đổ nước, các bác mở cái nắp ra này. Hai cái nút này là nhiệm vụ là bơm. Đấy, có hai nấc khác nhau. Để một cái cao, một cái thấp. Các bác lưu ý là điện 100V nhá. Các bác nào chơi đồ Nhật thì các bác hẳn mua. Còn các bác nào không chơi đồ Nhật, các bác mua thì phải mua thêm biến áp mất 450 nữa đấy ạ. Đấy, chào các bác, giá bán 1,2 triệu chưa phí vận chuyển.